1 2 3 2 3 2 3 2 3 Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc các bạn ngày mới vẻ. Và hôm nay chúng tôi tiếp tục làm series chấm tất cả mọi thứ. Và thứ hôm nay chúng tôi chấm đó là mù tạt nhá. Mù tạt là ở dạng lỏng, dạng tương ớt nha các bạn nha. Và đây là những thứ tôi sẽ chấm này, một núi đồ ăn luôn. Xúc xích, bim bim, bò khô, bò khủng các kiểu. Tóm lại là rất nhiều đồ ăn đây. Vì thời tiết mùa hè rất là nóng, vì thế chúng tôi muốn ăn một cái gì đó để cho mát mẻ đi. Và chúng tôi đã nghĩ đến một thứ đó là mù tạt. Đổ hết ra đi. Ôi ơi. Cày lắm mình ạ. Đổ hết ra, đổ đầy bát đi. Cày lắm bác ạ. Cày gì mà cày. Rồi đấy. Ok, đây là mù tạt nha các bạn nha. Công nhận chỉ ngửi thôi đã thấy cay rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi và Vinh sẽ thi đấu với nhau nha. Luật chơi vẫn như cũ đó là oản tù tì, đứa thua thì sẽ phải chấm. Hiểu chưa? Vẫn hiểu luật chưa? Nhớ luật chưa? Nhớ rồi. 1, 2, 3. Bắt đầu. Yeah, yeah, yeah. Xúc xích chấm mù tạt. Ngon quá thì nữa, còn gì bằng nữa, còn giả va nữa. Chấm nhiều chấm ít. Chấm thế nào anh tùy tâm. Chấm bây phải chấm nhiều đi. Mình tìm bây... Không. Không tùy tâm mình. Bây giờ phải chấm nhiều, bây giờ phải chấm nhiều. Bây giờ ăn okay. Được thế. Không biết, phải chấm nhiều thế mới là gọi là thử thách. Ôi. Trời ơi, cày. Ôi. Phê à nhầm. Ngon, ngon. À, xúc xích chấm mù tạt ngon, rất là ngon. Thế còn gì bằng nữa. Tuyệt vời. 1, 2, 3. Quả gì đây? Quả... Đấy, ăn đi. Quả này là ô mai. Ô mai. Đợi đây nắp à. Quả hai quả nào. Rồi đấy. Úi ôi. Sao phải lấy cái đũa cái này. Ô mai chấm với mù tạt. Ui ôi. À, vừa chua ấy. Cái ô mai rất là chua nữa, ăn với cay nữa, chua cay. Chua cay thế còn ngon thế còn gì nữa. Ui ôi, cầm hồi các bạn ạ. Hột nha, hột nha. Ô mai chấm mù tạt ngon không anh? Tôi định ăn cay rồi, vì thế chấm ô mai với mù tạt quá đều bình thường luôn. Ngon, tuyệt vời. Nóng quá. Ôi, toát cả mồ hôi. Các bạn ăn cay toát rất nhiều mồ hôi các bạn. 1, 2, 4. Yeah. Đây. Ôi, kẹo chấm mù. Cho Vinh tiền để chấm choco pie với cả mù tạt nha. Chấm đi. Chấm nhiều vào nhá. Dơ cao lên cho các bạn nhìn. Chấm đi. Choco pie chấm mùi tạp. Chấm. Nhanh lên. Đây. Không cay đâu. Đi hơi tê tê đi thôi. Lửa cái nhá. Nhớ nhá. Ờ. Tuyệt vào. Đây, để đây. Cầm cho. Lau mồm đi kìa. Mép kìa. Ờ. Leo cảm nghĩ. Nhìn các bạn này không phải ngoài đây. Chúc các bạn chấm mấy mù tạt. Ngon. Không cay à? Ngon mỡ hơi cay. Hơi cay. 1, 2, 3. 2, 3. Thạch. Thạch. Ui ôi. Còn không biết cả mồm các bạn ạ. Ngọt ngọt cay cay rồi. Ngon không? Các bạn tuyệt đối không nên làm theo nhá.
Chứ mà nào, nếu bụng dạ các bạn yếu hoặc là các bạn còn bé, bụng dạ kém thì các bạn có thể bị đi ngoài nhá. Đó, chúng tôi lớn rồi, chúng tôi làm clip cho các bạn xem, các bạn tuyệt đối không nên làm theo nhá. Thạch chấm với mù tạt. Ngon không? Ngon. Tôi thích ăn cay mà cái gì chả ngon. Ngon thì chưa tiếp. Cái gì nó chui vào mồm tôi nó thành ngon hết à? Ờ, đách mùi. 1, 2, 3. Ủa? Cái này là gà, gà khô. Thịt gà nhá, thịt gà khô chấm mù tạt nhá. À, thịt gà đã cay rồi, bây giờ chấm thêm mù tạt nữa cay hơn nữa rồi. Thịt gà chấm mù tạt ngon. Cái gì chui vào mồm tôi nó chả ngon. Ngon thì chưa tiếp. 1, 2, 3. Tôi sẽ bắt Vinh để gặm mì tôm sống. Đây là mì Sam Giang các bạn nha. Ủi ôi. Mì Sam Giang đã cay rồi, chấm không, mù tạt không cay nữa. Ăn sống không cay đây. Mì tôm sống chấm mù tạt. Mì tôm Samba chấm với mù tạt. Chấm đi nói nhiều. Cay lắm. Mình chấm không? Giờ lên cho các bạn xem kìa. Đây đây. Ủa thân vừa bị ăn được bị bẩn gõ đầu. Chấm. Nào. Đây vẫn còn nào như này. Cho vào mồm. Gặm. Chứa à, ngon à? Ngon, ngon đấy, danh này giả vờ đấy. Mì tôm. Mì tôm chấm mấy mù tạt. Ngon. Và cái mồm tôi cũng ngon hết. Cái gì cũng ngon hết. Thằng Vinh học tôi rồi, bây giờ cái gì nó cũng ngon hết. Để qua tôi bây giờ tôi cũng ăn được cay nữa. Thật không? Thế mày uống hết đi, uống hết đi. Chơi tiếp nào, nhanh không bao nhiêu. 1, 2, 3. Ôi ôi. Tôi sẽ cho Vinh tiền để ăn bánh mì chấm mùi tạt. Ôi, bánh mì chấm mùi tạt. Bánh mì mới ra lò luôn, rất là thơm. Đây, chấm đi. Miếng to vào nha. Bánh mì chấm mùi tạt. Là lưỡi à? Ui, này vẫn nữa rồi. Bánh mì nó không nhấm đâu. Chưa. Được rồi. Ui ui. Ăn. Ôi, cái này không nhấm đâu rồi. Quấn này vào rồi. Cho vào. Thua phải chịu, ăn nhanh. Từ. Được rồi. Chấm mù tạt ngon. Ngon. Ngon thì chơi tiếp. Bây giờ mày cái gì cũng ngon luôn. Cái gì cũng ngon. Bây giờ chơi tiếp thì mày chơi cái khó hơn đi. Chấm thật nhiều. Không chấm ít nữa. Chơi luôn chấm nhiều nhá. 1, 2, 3. Yeah. Chấm nhiều nha. Lần này chấm nhiều nha. Mận chấm với mù tạt. Đây, đã gọi thử thách rồi đây, mày chỉ cần ăn gặm cái quả ấy thôi. Đã gọi thử thách rồi, mồm nó kêu chơi rồi. À, lưỡi đi nào. Chấm đi, không phải chấm rồi anh, chấm đi ăn rồi đây. Ừ. Chơi đây, mày chơi phải chơi lớn thì mày chấm cho anh luôn được chưa? Mày chỉ cắm cắn quả thôi. Rồi. Ôi em. Ngẩng mặt lên. Ngon không? À. Ngẩng mặt lên đây. Ngon không? Ngon. Cay lắm. Chơi tiếp. Đây này quả lớn cay quá. Bây giờ chơi phải chơi lớn, chấm thật nhiều. Thế muộn tách chấm nhiều phải chưa? Ui, toát mồ hôi các bạn. Nào. Không phải toát mồ hôi, làm tử án đại tướng phu. Toát mấy giọt mồ hôi cũng kêu, không sao cả. 1, 2, 3 Cả vào. Đây, ta chấm đầy được gì. Ừ. Được chưa? Rồi.
Ê, thôi không ăn nữa, cay lắm. Cay thì cay, ăn đi. Tôi là PhD vì thế tôi sẽ chấp nhận thương đau. Đồ nha, cấm đồ nha, nuốt. Anh em tôi nhớ tắm cái áo này, mát. Không nôn, nhai, nuốt, mạnh dạng lên xem mà. Bết trôn để làm gì rồi? Nên lên đều cả nghĩ xem nào. Không chưa? Thật sự là ăn kẹo chống mù tạt nó kiểu như là ngây ngấy ngây ngậy xong lại cay. Ủi ôi. Ngon không? Rất là ngon nhưng mà ăn cho vào thì muốn nôn ra. Tuyệt vời. Yeah. 1, 2, 3. À. Chết rồi nha. Tôi sẽ cho Vinh để ăn xúc xích chống mù tà tiếp. Cố nuốt nha. Mày mà nôn này mày ta vừa ta cố nuốt cỡ nuốt rồi đấy. Chưa. Rồi. Đây là ít nha. Ui. Nhìn các bạn nhìn này vẫn còn ít này. Ăn mày. Ăn đây. Nhanh! Cái dịch chấm mù tạp ngon! Ngon! Ngon thật không? Ngon! Ngon thật không? Ngon! Ngon mà cay! Chơi tiếp nào! 1, 2, 3! Yeah! Bây giờ tôi sẽ cho Vinh tiền để ăn cục gạch luôn! Ăn gạch nha các bạn nhá! Vào mồm mày. Ê, cho Vinh này ăn gạch nhá, vả vỡ mồm luôn. Ok, Vinh này sẽ ăn gạch chấm mù tạt. Gạch chấm mù tạt. Không biết có ngon không? Đây này, ăn đi. Rồi, đây gạch. Gạch đây, đây là gạch rồi. Gạch chấm mù tạt nha các bạn nhá. Ăn nhanh. Cắn nửa nhá, cắn nửa cái đấy nhá. Ôi to lắm. Mày chấm ít tao nói thôi nha. Ui. Vừa cái kẹo kia ta quất lên cơ. Cái này cũng ít đừng. Ờ ăn đi ăn đi ăn đi lại đi mà nói nhiều. Gạch nó hơi cứng nên nhai nó hơi lâu. Nhai gạch rất là mỏi mồm. Gạch chấm mù tạp. Ngon. Mũi nó hơi cứng các bạn ạ. Ok, nhai quá ăn mồm. Vậy là Vinh thì nè đã ăn gạch chấm mù tạt xong. Ngon lắm phải không? Ngon, mũi nó hơi cứng mồm. Hay mày ăn cái gạch thật đi. Rồi. Rồi nào, gặp cái gạch. Cái răng đấy. Thật sự chơi trò này rất là vui. Nhưng mà các bạn bây giờ là mùa hè, cảm giác rất là nóng lực. Khi lại còn ăn cay nữa, cảm giác nó toát mồ hôi các bạn mà. Chúng tôi ướt đẫm hết áo luôn này. Mát mà, anh bảo mát mà. Nhưng mà nói chung là chơi cái trò này rất là vui. Từ tiếp nha. Tiếp. 1, 2, 3. Vừa tao cho mày ăn rồi thì. Ừ, giờ đến nữa anh. Tấm mạnh vào nha. Rồi. Ui. Cá nhá, cá chỗ này nha. Cá đực. Đây. Mồm mày to à? Không phải vừa luôn. Cắn thế nào? À. Cắn một tí nữa là tôi đi ruộng này thôi. Cắn mồm thôi à, được chưa? Ừ nè. Em đi xem nào. Nhanh điêu cậu nghĩ ra mà. Quá rồi đấy. Mì xăm ra chấm mù tạp ngon không? Nhanh điêu cậu nghĩ xem nào. Mì tôm chấm mù tạp ngon. Đúng rồi, anh em tôi cái gì cũng vào bụng cũng ngon thật. Cái gì vào bụng ngon cũng độ nó hơi cay. Hơi cay. Ngon. Chơi tiếp luôn đi. Nào. 1, 2, 3. Ui. Gì? Ok, bây giờ tôi sẽ cho Vinh Điền để ăn dưa bao tử nha. Tôi chưa ăn dưa bao tử bao giờ. Vinh Điền đã chưa ăn bao giờ. Mày ăn chưa? Ăn đi. Dưa chua chấm mù tạt. Dưa chuột chấm mùi tạt. Chấm đi nói nhiều. Chấm nhiều không? Đây, chưa. Không dính, cái này không dính nha. Chưa. Rồi. Căn cả.
ra quả vừa lấn gống rồi đây. Thằng này nó không thích ăn củ to bạn ạ. Tôi bé thì tôi được ăn củ bé thôi. Nhuất. Ngẩng nhìn các bạn mày ngoảnh thôi. Ngon đâu. Quá ngon để dư ma tử này tao chưa ăn bao giờ không biết vị nó như thế nào. Thì mày thử cho anh ăn thử cái này xem nào. Dưa. Dưa bao tử. Dưa. Chấm mù tạt có ngon không? Mày có ngon hay không? Dưa chấm mù tạt. Ngon. Ăn thêm quả nữa. Cay. Ăn thêm quả nữa nhá. Chua chua cả cay luôn. Chờ tiếp đi. Tê cả lưỡi. Chờ tiếp cho vui nào. 1, 2, 3. Oh yeah. Đây nhà này ăn cho ăn. Đấy ăn đi. Ăn cái này ngon không? Ngon. Đấy lần này ăn cho ăn. Chấm luôn vào ngay đi. Tôi chưa ăn cái dưa này bao giờ, thử ăn thử nhá. Ừ chấm đi. Ăn đi. Không ăn đâu, không ăn đâu. Ăn đi. Không ăn đâu kinh nhớ. Ui dồi. Chưa được nào ơi. Đây rồi này. Nữa. Ui. Đây rồi này. Dưa bao tử chấm với mù tạt ngon. Ngon. Cái này chắc là hợp với những ông uống rượu uống bia ấy, rất là hợp ấy. Ngon thì chưa tiếp. 1, 2, 3. 2, 3. Ơ cho ăn cái này đi. Ông trời ơi, sao bất công quá. Mikko ăn ngoan sao lại thua được Vinh Tiền Đẻ là sao nhỉ? Mikko chấm mùi tạp. Ôi con ngấm mấy đâu. Đây chưa. Rồi bãi tả cho bảo rồi. Anh em ơi. Anh em mà chơi quả lớn nhé. Quả lớn cho mày toàn cho bít. Ui. Ui dồi gì này. Mắc mày, mày mắc cái này này. Ừ thì chấm ra đi. Các bạn xem nhá, tôi chấm ít hay anh chấm ít nhá. Các bạn comment cho bọn tôi đưa biết. Không anh ấy đảm bảo tôi chấm ít. Không luôn. Rồi có cái đấy rồi, đồ ăn luôn. Mít chấm mù tạt ngon. Cái gì vào mồm tôi chả ngon. Nói lại phát nữa chưa. Ngon. Tuyệt vời. Thế nào ngon. Mít chấm mù tạt tuyệt vời. Ngon. Được. Ngon thì chưa tiếp. Tao sợ mày quá. 1, 2, 3. 2. Mày chơi đẻo này. Ok. Cho Vinh Tiền Đẻ ăn kẹo. Kẹo kẹo gì đấy. Kẹo này ngô. Kẹo ngô. Kẹo ngô. Kẹo ngô. Mày. Mày ăn đấy à. Chấm bát nào được ăn đi. Rồi. Cho mồm phải úi giời ơi đi. Ông giời không có cứu được mày đâu. Kẹo chấm mùi tạt. Nào lên lên cảm xúc xem nào. Ngon không? Kẹo ngô chấm mùi tạt. Kẹo ngô chấm mùi tạt ngon. Ngon là mày khóc à? Mày ngon mày khóc à? Nó cảm xúc lên cười lên ngon. 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 Đấy phải thế chứ. Trời tiệm em sợ anh à? Ha ha máu à? 1, 2 quá đấy. 2, 3. Ui yeah. Ra chậm nha. Đâu mà đấy mày ra chậm à? Một cái rồi mày quên à? Đấy xúc lên. Đấy ăn đi. Đấy. Ngon này thì nó là há mồm. Này ăn đi. Tôi phê mù tạm rồi cho các bạn ạ. Đầu óc tôi giờ quay cuồng đung đang quanh à. Không phải nói nhiều nữa. Thua là phải chịu. Lam Tử Hán đại trượng phu. Chấm nhiều này. Nhiều hay không thì cũng phải nhuốt. Đã chơi có chịu. Chơi tiếp không? Anh còn một món nữa. Một món nữa anh để trong tủ lạnh. Chơi tiếp không? Chơi tiếp em sợ quá đấy. Món cuối cùng. Ừ. 1, 2, 3. 2, 3. Yeah. Món cuối cùng, món này là món kem tôi để trong tủ lạnh, sợ nó chảy. Ô Vinh vào đây. Ok. Quay đây. Ăn nốt món này dở.
mày là đàn bà hay là đàn ông? Mày là con gái hay là mày phụ nữ? À đâu, mày là phụ nữ hay là mày là đàn bà? À, mày là đàn ông, sợ gì? Nhanh lên, 12 giờ trưa rồi này, các bạn cười mặt cho này. Kem chấm mùi tạp. Ờ. Gần mặt đây thằng này ăn cứng quẻ rồi. Cắn miếng to cho lắm vào. Ăn tham gặp miếng que kem, gặp một miếng lửa que kem thì chả thế. Phát biểu cảm nghĩ rồi nghỉ, tại anh nóng lắm rồi. Kem chấm mù tạp, ngon. Chơi chưa không? Thôi chịu, tôi sợ lắm rồi. Nhà bà cuối cùng đi. Bà cuối cùng ăn cái gì? Ăn gì ăn. Em anh thất hại cuối cùng. Quả cuối nhá, quả cuối, đứa nào thua là đứa thua hẳn nhá. Ừ. Coi như là đứa hôm nay thua luôn. Ừ, nên em bị người nào. Hôm nay là người nào quyết định, người nào thắng, người nào thua đây. Cái ván cuối cùng này là quyết định xem là ai thắng ai thua trong cả ngày hôm nay luôn. Ừ. Ok, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Luôn và ngay, nhanh. Mày là đàn bà hay mày là phụ nữ? Mày là phụ nữ hay là mày là con gái? Con gái á? À ừ, bây giờ ăn tiếp đi. Ăn cái này kênh năm. Ngon thế. Dưa chuột đấy, dưa chuột muối đấy. Cái dưa chuột đấy nó để tầm 3 năm rồi đấy. Ôi, giờ tôi rát rưỡi rồi. Mày tin tao uống hết cái chỗ này không? Hộ em cái. Đùa, thôi. Anh uống hết em cho 100.000. Mùi ơi, không phải lên, bịt mồm vào. Không lôn nha. Từ đầu giờ không lôn, bây giờ đến cuối trận lại lôn thì ngại mặt ra. Chúng tôi đã thực hiện thử thách chấm mọi thứ với mù tạt xong. Thì cảm giác của tôi khi chấm tất cả mọi thứ với mù tạt rất là ngon. Tuyệt vời. Nhưng mà các bạn tuyệt đối không nên làm theo chúng tôi nha. Tôi khuyên chân thành các bạn không nên làm theo đấy. Vinh, cảm nghĩ của mày khi chấm tất cả mọi thứ với mù tạt như thế nào? Nói cho anh biết xem nào. Nói cho các bạn biết xem như nào. Tất cả chấm mù tạt á? Ừ. Ngon. Cảm ơn tất cả bạn xem clip tôi nhá. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.